Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn chào anh nhá. Thì hôm nay em lên cái video này để chia sẻ cái cách chăm cái mầm gốc của em. Cũng hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 âm lịch theo Tết Nguyên đán năm 2021 ạ. Và nó là ngày 16 tháng 2 dương lịch của năm 2021. Thì hôm trước em đã có chia sẻ với cô chú anh chị cách làm mầm gốc và làm kỳ trên thân rồi. Thì cái lời đầu tiên em muốn gửi tới cô chú anh chị ở cái video này đó là khi cô chú anh chị xem một cái video hướng dẫn làm một cái gì đó, cô chú anh chị nha, thì mong rằng cô chú anh chị xem cái video đó thật chi tiết và thật tỉ mỉ thì chúng ta mới làm theo, chúng ta mới có cơ hội thành công và mới chuẩn và mới đạt được cái hiệu quả của cái cách làm đó. Còn nếu như cô chú anh chị mà cứ xem nửa vời, vừa xem vừa tua đi tua lại, xong rồi nó chỗ nọ nó nhằng sang chỗ kia, nó bị lẫn lộn rồi nọ kia, là cô chú anh chị làm nó sẽ bị sai cái quy trình và làm sai cái công thức mà của cái người hướng dẫn, người ta giới thiệu và người ta chỉ cho cô chú anh chị, là cô chú anh chị đã chăm cây theo một cách sai lệch với cái người hướng dẫn, là nó sẽ tạo ra một cái hệ lụy rất là nguy hiểm, đó là mầm gốc không lên này, mầm gốc kém này, mầm gốc hỏng này, cây chăm không đẹp này, cây chăm bị kém này, rồi vân 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 và rất nhiều cái vấn đề khác. Thì hiện hôm nay ở trên vườn em có một bông bạch tuyết, tiếp tục lại có một chậu nữa nở, và kia còn chậu nữa kìa. Đó, kia còn chậu nữa. Đấy, thì chậu này hôm nay nở. Em cũng tiện đây em quay để cho cô chú anh chị ngắm mầm gốc và ngắm hoa luôn. Hôm nay mùng 5 Tết. Đây, bông bạch tuyết nở. Tiếp tục nở nhà Tùng. Bạch tuyết tiếp tục nở nhà em nhá. Và bây giờ là 4:20 rồi. 4:20 rồi mà bông vẫn như thế này. Rồi thì em hôm nay em sẽ chia sẻ làm sao để có được một bộ mầm gốc như thế này. Làm sao để có một cái bộ mầm gốc như thế này. Và một bộ mầm gốc như thế này. Mập như thế này, to như thế này. Đây ạ, mầm gốc này. Hôm nay em sẽ chia sẻ cách để nuôi được cái mầm gốc đẹp như thế này. Vì cũng chia sẻ với cô chú anh chị là em quay hơi muộn một chút, là lý do là từ sáng đến giờ bông nở thì có rất là nhiều cô chú anh chị đến xem bông và xem hoa. Đây, mầm gốc này. Đó. Đây. Ngày hôm nay thì em đón rất là nhiều khách đến ngó bông. Đây, mầm gốc cô chú anh chị nhìn thấy không? To như điếu thuốc ạ. Đây, mầm gốc này. Đó, đây, mầm gốc đấy ạ. Thì làm sao để có được một cái bộ mầm gốc đẹp như thế này thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị. Vâng, và đây, đây chính là dưỡng chất AB. Dưỡng chất AB này của anh Nguyễn Huy Bình sản xuất. Đó. Thì cái dưỡng chất AB này ngoài cái công dụng là tét hoa đầu ngọn này, tét hoa đầu ngọn này, tét hoa đầu ngọn này và phục hồi mầm gốc bị chai, thì nó là dưỡng chất, cô chú anh chị nhá. Nó là dưỡng chất, nó được gọi là dưỡng chất AB. Đó. Thì nó có rất nhiều dưỡng chất ở trong cái loại phân thuốc này, ở trong cái loại thuốc này. Vậy thì khi mà chúng ta làm sao để chúng ta làm được một cái mầm gốc lên như này rồi mà nó lại béo, nó lại mập, cái mầm gốc nó lại mập như này. Đó, làm sao ạ? Thì bây giờ em sẽ chia sẻ. Đó là cái dưỡng chất AB đó. Chúng ta, đây là cái bình xịt tay. Đây là cái bình xịt tay. Thì cô chú anh chị lấy một cái bình xịt tay này. Cô chú anh chị có nhiều thì cô chú anh chị lấy nhiều, mà cô chú anh chị lấy có ít thì cô chú anh chị lấy ít. Và cái bình xịt tay này là bình 1,5 lít nước. Vậy thì như thế này ạ. Cô chú anh chị sẽ lấy một lọ AB, một lọ dưỡng chất AB như thế này. Dưỡng chất AB như thế này, lưu ý mua dưỡng chất AB chuẩn nhá. Dưỡng chất AB này hiện tại trên thị trường rất nhiều thuốc giả. Một lọ dưỡng chất AB này cô chú anh chị pha với 1,5 lít nước. Pha với 1,5 lít nước. 1,5 lít nước nha. Và nếu mà cô chú để phun lên mầm gốc, và nếu mà cô chú anh chị có ít cây thì cô chú anh chị pha ít. Pha ít thì cô chú anh chị tự chia nha. Đây em chỉ chia cho cả một lọ thôi. Còn ví dụ cô chú anh chị muốn 500cc thôi thì cô chú anh chị chia 500cc.
chia ra, tự chia nhá, tự chia giúp em nhá, cái này tự chia giúp em nhá. Vì cái này em sẽ không hướng dẫn được kỹ như vậy đâu. Thì một lọ dưỡng chất AB này, cô chú anh chị lưu ý nhá. Một lọ dưỡng chất AB chúng ta pha với 1 lít rưỡi nước. Đó, pha với 1 lít rưỡi nước. Rồi, sau khi 1 lít rưỡi nước chúng ta pha vào rồi. Và chúng ta lưu ý nhá, cái này không để được nhá. Cái này pha ra là không để được, cô chú anh chị chỉ để nguyên chất được thôi nhá. Thì những cái mầm gốc mà như thế này ạ, những cái mầm gốc mà đang lên như thế này ạ, đây, khi mầm gốc bắt đầu bằng như thế này, bắt đầu xòe lá như thế này, bắt đầu như hình này nhá, như cái mầm này, là chúng ta sẽ tưới cái phun cái dưỡng chất AB mà chúng ta đã pha một lọ này với 1,5 lít nước đấy ạ. Pha và phun vào cái mầm gốc này, phun vào những cái mầm gốc này. Cô chú anh chị lưu ý nhá, xịt vào những cái mầm gốc này. Nếu mà nó có lây lên một ít lên thân không ảnh hưởng gì, nhưng chúng ta không cần phải phun lên thân vì nó sẽ tốn. Chúng ta chỉ cần phun vào mầm gốc và phun lên thân, nó không có tác dụng gì cả. Rồi, xin lỗi cả nhà, em vừa nghe điện thoại một chút. Thì khi cả nhà pha một lọ này với 1,5 lít nước, cả nhà phun vào những cái mầm gốc này. Phun vào những cái mầm gốc này ạ. Phun vào mầm gốc này. Thì cái dưỡng chất AB này ấy, nó có rất nhiều cái dưỡng chất. Nó sẽ làm cái mầm gốc của cả nhà mập hơn. Thì nó, cái mầm gốc của cả nhà ấy, nó lên nó sẽ rất mập và nó sẽ rất là lực. Đây ạ, cả nhà nhìn này. Một cái mầm gốc hồng nguyên thủy. Cả nhà nhìn này. Ngón tay ấy. Mầm gốc hồng nguyên thủy. Rất là mập và cả nhà nhìn thấy không? Rất là lực. Đây, hai mầm bên này nữa. Cái cây mẹ thì rất là còi cọc, bé thôi. Đây, cả nhà rơi que này ra, cả nhà nhìn thấy, cả nhà so sánh này. Là cả nhà biết rồi đúng không ạ? Đang có nụ nha. Đó. Thì cái dưỡng chất AB này, nó tác dụng của nó là rất mập cho cái mầm gốc. Đây ạ, cây hồng á hậu này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Cái thân mẹ chỉ bé tí tí này, hai con lên này, rất là mập và rất là khỏe. Đây, hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân thì mầm rất là to rồi. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, bên này là bạch tuyết. Thì đây, chia sẻ cả nhà luôn. Này, mầm gốc này. Kỳ, rất là khỏe. Còn cái bài kích kỳ thì ở bên dưới video này đã có rồi nhá. Đây, mầm gốc ạ, cả nhà nhìn thấy không? Rất là lực và rất là khỏe rồi đúng không ạ? Rồi, đây. Mầm gốc HO. Đó, đây ạ. Mầm gốc HO. Đó, cái hôm em không nhớ là hôm nào, nhưng mà trong Tết em có làm và quay video cô chú anh chị xem đấy. Bây giờ mầm gốc HO của em lên tất như này rồi. Được chưa? Đây. Đấy. Đây ạ, mầm gốc HO này. Mập chưa? Rất là mập. Đây ạ. Mầm gốc HO nhá. Rất là mập luôn. Rồi, đây. Mầm gốc Phú Thọ. Mập. Đây là que sắt 4 ly. Đây là que 4 ly nhá. Que 4 ly. Đây là cái que kẹp cây 4 ly đấy ạ. Đây. Rất là mập đúng không cả nhà? Đó, đây, mầm gốc này. Rất là phê. Đó, thì chia sẻ với cả nhà cái video này á là chúng ta sẽ phun vào buổi chiều tối tầm 4:30-5 giờ chiều. Và trước khi phun nó không cần phun nước nha. Trước khi phun pha một lọ AB với 1,5 lít nước, chúng ta phun trực tiếp vào mầm gốc. Và trước khi phun trực tiếp cái dưỡng chất AB đó lên mầm gốc không cần phun nước trước. Và cũng không cần phải cắt nước hay làm gì hết. Chúng ta cứ để đến 4:30-5 giờ chiều chúng ta phun tưới bình thường. Sau 30 phút sau cả nhà có thể tưới lại bằng nước trắng hoặc bằng nước gì cũng được. Đó, đây mầm gốc đây cả nhà. Mầm gốc bạch tuyết. Đó. Thì mầm gốc HO, mầm gốc bạch tuyết. Cả nhà thấy không ạ? Thì chia sẻ với cả nhà là cái dưỡng chất AB này nó rất nhiều cái dưỡng chất ở trong cái lọ AB này. Rất nhiều cái dưỡng chất ở trong cái lọ AB này. Nó sẽ làm cái mầm gốc của chúng ta mập hơn, béo hơn, đi nhanh hơn.
và đi đến khoảng 10 sen thì chúng ta có thể dừng lại, không cần phun nữa. Đây, đi đến khoảng 10 sen chúng ta có thể dừng lại, không cần phun nữa. Vì tại thời điểm mà kỳ mầm gốc nó đã lên được đến 10 sen rồi á, là cái mầm gốc của nó đã rất là lực rồi và rất là khỏe rồi. Thì khi đó chúng ta kệ cho nó lên tự nhiên. Còn nếu mà chúng ta vẫn thích phun thì chúng ta vẫn có thể phun, và phun loãng nó ra, và phun thưa nó ra một chút nữa là ok cô chú anh chị nha. Đấy, thì cái video này em chỉ mong cô chú anh chị một điều cuối cùng, đó là cô chú anh chị xem video thì mong rằng cô chú anh chị xem hết video và xem kỹ video. Bởi vì bản thân em làm video không dài, mỗi một video khoảng 10 phút, không quá dài, được không ạ? Và cô chú anh chị xem video của em không hề mất 100 đồng tiền điện thoại nào, chỉ mất một tí data thôi, mà cô chú đổi lại được rất nhiều cái khác. Đó, thì mong cô chú anh chị xem hết video. Rồi, đầu xuân năm mới chúc cả nhà cô, chúc toàn thể cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng và sưu tầm được nhiều giống cây trong năm 2021 nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video sau.